tí tí. Mở hàng chưa ông ơi? Mở hàng rồi à. Ồ, đấy có cái cây này sáng sủa đấy nhỉ? À, đấy, cái sách. Mấy tiền đi ông? 3 triệu. Giá bán đấy à? Giá bán luôn đấy. Ừ. Còn giá thách ra 3 triệu rồi đấy. Ừ. Chỗ này nó hơi khó nhưng mà được cái chân có. Chân có. Này đục đi. Đấy. Đấy. Ông cứ ấy. Lại xin ông. Lại xin ông. Mình đi ra đàng hoàng quá nhỉ. Vừa xem cái này à? Đó, chả biết. Chỉ thế. Ra. Triệu lấy luôn. Hai điều đấy. Mua được. Có đâu ông ơi. Tiền. Bây giờ lắm. Đẹp. 900 ạ. Mai ông Ngọc. Để bóc cái gồng ra. Làm thành cái cây như này. Đấy còn ông bớt bao nhiêu gì? Thi thoảng gặp những cây nó thực tế là kỳ đất nhiều cây nó rất là hợp lý. Ví dụ cây này mua được đẹp đấy, đấy đi mua được. Mở hàng cây nào cho anh quay ở bên mạng này trên đây sôi động thị trường. Sôi động thị trường nhưng mình mua là khao hết các cây đấy. Nó, tiền mỗi đẹp mình gửi ấy chết à, mỗi đẹp mình nhập vào phải có tiền. Tự sinh nó đóng góp cho cây cảnh ám ám. Phải có tiền. Rồi. Cảnh này chết rồi đúng không? À cảnh này chết, cảnh dưới này chết. Chết rồi, nó chưa được lại đây. Lấy mini này đằng sau rồi. Đây là biển quế. Đây để cái đây là sửa lại. Cùng vui. Để trước cửa nhé. Để nuôi mà nuôi mà thương mại được, để nuôi thương mại để mà nuôi chơi được, nhiên thì phải chịu khó nuôi. Nếu mình không chịu khó nuôi thì mình chịu khó bỏ nhiều tiền thế thôi. Tươi đẹp nào cũng từ khôn nó lên cả đó. Trong một đồng một cái để cho nó phun cứu vệ ở đây nhưng mà thực tế chỗ này không bẩn. Rất là điệu cây đấy. Hai bên này này. Đây là có rồi, đằng sau là có rồi. Cái đít nó như nào không biết được, từ dưới này nó như nào. Nếu mà nó bệt thì hay, nó cắm xuống thì hơi vất, nó bệt hay. Cái này nó bệt rồi chứ không phải bị cắm. Đây, phun ở đây, chất lượng
tiền không được. Đây à. Bố là mang hai cây này đi à? 5 cây, 4 cây, 5 cây. Hồng Ngọc Mai là bao tiền cây đấy? 500.000 cây. 500.000 cây này. Giá ngoài giá bán. Rẻ quá. Đấy. Ra đây là cứ anh em ra chợ sộc thẳng ở đây. Nhặt mang về không phải nói nhiều. Con này của ông hay đấy. Về được mà. Về đục đi, về này xe đục cắt đi. Cái tiền, không tiền. Bà giờ để chịu đến năm 2030 thì tao lấy ngay. À, để luôn. Riêng video này để bao nhiêu năm được không phải là. À, cháu á, được ưu ái thế cả. Ưu ái. Thật ông toàn đi này mà toàn đi mua chịu rồi. Khổ thế. Được, cái này đáng lưu ý đấy. Tao biết bên cổ vèo này thôi, tao chả. Vâng ông nhá. Cháu sang bên này tí. Đấy, nó bằng cái me này này. Me. Đây cái môn. Môn. Giá cũng toàn là giá giật mình á. Giá rẻ giật mình. Cái me 1,5 triệu. 1,5 triệu. Cái môn 1 triệu. 1 triệu. Còn ông này nó 500 đấy. 500 cây sừng cá. 1,5 triệu. 1,5 triệu sừng cá. 500 một cây hồng hồ mai. Được đấy. Mấy cái này về mà chơi này. Đẹp. Quá đẹp luôn. Kêu okay. Đọc chứ. Đến từ đất nước tiệp khắc. À xét không à xét. Cây đẹp quá. Xin phép làm phiền tí. Là cây này bao tiền ạ? 1,2 triệu. Đấy. Cái tùng rất là hay. Mini. Lâm. Ai thích cái số. Đấy, nhìn đây. Nhìn nó mướt nhỉ. 1,2 triệu. Lâm. Đã 10 giờ là như thế. Găng. Yeah. Găng. Cái găng. Vừa nãy thấy ôm cái cây gì đi đâu ấy. Thì bán. Cây đẹp nhỉ. Cảm ơn nhá. Cảm ơn. Dưới đi. Đẹp. Đẹp quá. Dạ. Lo xong việc rồi. À thế. Hoa giấy. Hoa giấy. Tiếp. Bao tiền đấy? Dạ. Cái gì ạ? 2,5 triệu. 2,5 triệu. Rẻ quá. Có gửi được cây nào đi xa chưa? Không, xa lắm, chẳng gửi được. Tổ tông thì ai mà gửi được. Xa lắm. Ông cố kêu hỏi nhưng mà đi xa. Có không phải hai chị em đấy không? Phải. Hai chị em ruột. Đây bà là chị đấy. Đây cái hồng ngọc mai này hôm trước có cái ông ấy cứ thích mà ông cũng mở tiếng hay sao mình bảo giá rồi. Bà đang bán cây thì mình không tiện hỏi nhiều. Không. Đấy, giấy viết. À không, người mặc cái kia ai dám cho vào. Cho anh chết rồi này. Nhưng mà cho bà trong nhà nhá. Ok. Vâng anh ơi. Nhưng mà anh ngồi chỗ nào đấy? Hả? Văn phòng chỗ nào đấy? Nhà anh. Cơ quan. Ở trên đường Nguyễn Chí Phương. À úi rồi. Thực ra ngày này đang có hội nghị gì to lắm. Hôm qua thấy các cụ vào đấy đông lắm. À đúng không? Xin em đi
tiền mà không tiền vào mà cứ bán cho mọi người chứ. Cái bờ đấy mà. Cứ bỏ cả cái này chứ. Không. Không. Có đặt tiền rồi. Chưa mang về. Được một tí. Đây à, cái cây lúc sáng này bảo bao tiền? 3 triệu rưỡi. Có để lại số cho người ta gọi không? Hay là ngại? Ở đây chỗ văn này 0973 731083. Alo. 3 triệu rưỡi. Giờ chẳng có chỗ để nữa. Phải là vô nãy Tống ở quê, mà Tống ở quê thì nó hỏng nhiều. Cây ổi đẹp, ngày xưa là lấy rồi. Ông về đâu, chở cây này về à? Ông bán à? Em nhờ người. À đây à? Đấy, cây đấy thì bao nhiêu? Ổi, là dòng lời luôn. À, mang về làm chưa có ra đấy, hôm nào cái ổi nó lên hang ấy là khác này đấy, nó lại dính vào nhau này, nó cùng một thân đấy, cùng một cây đấy. Vườn còn mấy con ổi đẹp à? Vườn hôm nào thì phải vào vườn quay ấy. Nhưng mà quay là lấy số của ông xã cho tiện nhỉ, không có lại nhiều ông cũng gọi phiền. Đấy còn cây đấy thì bao tiền? 10. Nào cần cái kia sáng ngày hay nhỉ. Đấy, còn cái chuối đã hay. Càng này lúc này ông đã bán được cái nào chưa? Ăn vài cái nhỏ. Đây, cái chuối này bao nhiêu tiền ông? Chuối này 4 triệu. 4 triệu. Đẹp. Mấy cây hôm trước hết rồi hay là lại đào ở nhà? Hết rồi, nhưng mà nhà đi. Đấy, chi đây bao nhiêu? Tầm 4 triệu. 4 triệu. Nay gặp nhiều hàng đồng giá hết. Hai cô nào đi đây? Mình mà đang thích cái nào không? Mình mà hai cô nào đi đây? Mình biết chị Phương mà trốn ở đây. Hai cô nào đi đây? Trung tá rồi đấy. Có tuổi gì? Này 40 chưa? Chắc còn đấy. Chắc hơn 40. Có tuổi. Như chị Phương là trên bộ ở đấy, to đấy. Trên bộ. Ý tưởng trung tá. Trung tá mà trên bộ nó rất cả hơn cái đại tá ở dưới. Trung tá xuống. Trung tá xuống. Trung tá xuống. Thế nó chế độ khác, tháng 10 triệu. Thế nó chế độ khác. Đúng rồi. Với lại sau còn làm quản lý. Đẹp. 10 triệu cái kìa. Ủa, cái hoa hồng này quá nhỉ. Cái này nó gọi là hồng. Này nó gọi là hồng gì ạ? À, là hai màu à? Hai màu. Cái này bao tiền? 600. Anh em ghép vào nhau để chạy lang thang. Xem nó hoa đẹp. Đấy, nghệ nhân này.